trong cái bước đường mà tu tập về cái vấn đề người mới tu á, sống trong các ấy tưởng á, thì chúng ta luôn luôn phải dùng cái đôi mắt và cái trí tuệ của chúng ta phải sống bằng nhân quả, bằng thiện ác, chứ không nên sống bằng cái đúng sai phải trái. Với cái tâm dục của mình là cái gì của mình cũng là đúng hết, còn cái gì của người khác là sai. Cho nên do đó chúng ta làm sao biết cái sai cái đúng mà đúng được. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy nhân quả, cái gì ở đó có khổ là cái quả, mà cái gì ở đó mà đang bị người ta chửi mắng đó là cái nhân. Cái người mà bị chửi mắng là cái người đang thọ quả, còn cái người mà đang khởi niệm chửi mắng người ta đó là cái nhân. Chúng ta thấy cái nhân quả nó tiếp diễn liên tục. Vì vậy mà chúng ta phải sống trong cái nhân quả, thì trong cái cảnh hình nào chúng ta cũng thoát ra. Người ta đuổi nhà mình, người ta không cho mình ở, tức là có cái nhân quả đó. Chúng ta vui vẻ, mà vui vẻ thì tức là người ta không đuổi mình nữa. Còn mình giận hờn, tức bực, mình làm thế này thế khác, họ còn tìm cách họ đuổi mình đi nữa. Nên cho nên vì vậy mà mình vui vẻ đi thì đi, có gì đâu. Tôi vẫn thấy rằng ở đời không, thân này còn giữ không được, huống hồ là giữ cái nhà làm gì. Giờ đó cuối cùng thì người ta mời mình ở mà mình cũng còn không muốn ở sợ nó phiền toái. Thì khi mình bước chân ra khỏi cổng, mình đi mình vui vẻ, mình bước chân ra cổng thì có người khác chạy lại. Chị hãy đến nhà tôi, chị ở đi, tôi có cái căn phòng rất là rộng rãi. Không ngờ là từ mình ở trong cái xóm ấy mà đi ra người ta cho mình cái nhà rất là sang rộng, mình nói thẳng hoài đàng hoàng. Do cái nhân quả mà mình vui vẻ đó mà mình được cái phước đó. Còn mình mà buồn giận ở trong lòng mình thì lại không nhà ở mà lại còn không có, lại là còn đau khổ trong lòng nữa, thì nó vất vả, nó khổ sở từ cái nhân quả này. Không trả thì nó lại chồng thêm cái nhân quả. Còn bây giờ chúng ta vui vẻ, chúng ta biết rằng chúng ta đi ra thì chưa nghĩ rằng có cái người mà nào mà đón chúng ta vào một cái nơi nào ở đâu, chúng ta chưa có nghĩ điều đó. Nhưng mà vì cái tâm chúng ta không có hờn giận, không có nghĩ những cái người đó ác, thì lúc bây giờ lại có một cái người khác trợ giúp cho chúng ta rất là an. Chúng ta đừng có nghĩ rằng cái nhân quả nó không có đâu, nó sẽ có và nó sẽ giúp chúng ta vượt qua những cái thử thách rất là gian nan. Từ đó chúng ta mới thấy đạo Phật cũng thực tế, vì giáo pháp của đạo Phật đều xây dựng ở trên nhân quả mà ra. Cho nên lấy giới luật mà làm đầu, lấy giới luật làm thầy là do nhân quả đó, chứ không phải là cái gì khác. Vì Đức Phật biết tự mình cứu lấy mình, cho nên hãy thắp đuốc lên mà đi. Cho nên do cái chỗ mà tự thắp đuốc lên mà đi thì Đức Phật phải là rành nhân quả. Nếu mà không rành nhân quả thì không nói lời nói đó đâu. Nếu mà có một người nào mà cứu khổ mình, có một ông Phật nào hơn ông Phật Thích Ca này mà độ mình, hoặc là có Đức Phật Quan Âm mà cứu khổ mình, thì chắc chắn Đức Phật không dạy chúng ta thắp đuốc lên đi đâu. Chỉ bây giờ chúng ta chỉ đến cái chỗ mà thờ ông Phật đó đó, mình kêu gọi, mình niệm riết ông Phật, ông động lòng, ông cứu mình, thì lúc bây giờ mình cũng thoát khổ. Cho nên ông Phật không có dạy mình tự lực mà dạy mình tha lực. Còn đằng này thì ông Phật thấy không có tha lực cứu gì mình được hết, mà chính những cái hành động thiện ác nhân quả. Cho nên Đức Phật đã thấm suốt được cái nhân quả. Cho nên Đức Phật đã thấy được cái này, cho nên dạy cái đạo Phật là đạo tự lực, cái đạo mà tự mình phải cứu lấy mình chứ không ai cứu mình được. Cho nên dạy chúng ta, giờ chúng ta là những người đi theo đạo Phật, là những người gan dạ, những người có nghị lực, những người có kiên trì thì mới theo đạo Phật nổi. Còn những người mà yếu đuối, những người mà nương tựa vào kẻ khác thì nên đi vào các tôn giáo khác, tôn giáo mà có những cái đức Phật mà vĩ đại để độ chúng ta, có những cái đức mà vạn năng để cứu chúng ta, thì chúng ta nương vào những cái gì đó để an ủi tinh thần mình. Chứ còn sự thật ra thì không bằng đạo Phật. Tự mình cứu được là được, mà không được thì mình phải chịu lấy nó. Như vậy là cái chỗ mà chúng ta đứng trước các cái thử thách và các hậu đạo thì chúng ta phải thấy nó bằng nhân quả. Cho nên gặp nhân quả thì thầy giảng nhiều, bởi vì thầy sẽ viết ra cái giáo trình mà học tập và tu tập về cái đạo đức nhân quả. Cho nên nói về nhân quả thì thầy nói hơi nhiều, vì trả lời cái câu này thì nó đúng cái chỗ mà thầy đang nghĩ đến. Cái con người ở trên thế gian này phải cần cái đạo đức đó để nó quân bình được cái khoa học hiện giờ. Vì cái vật chất mà khoa học đã sản xuất ra, nó làm cho cái đời sống của người ta nó tiện nghi quá độ, cho nên từ đó cái ác pháp nó lại tăng cường. Mà nếu mà không có cái đạo đức nhân quả nó quân bình lại thì cái khoa học nó sẽ trở thành cái vũ khí giết người, để mà nó đạt được những cái tham vọng của nó, cho nên nó giết người ở trên thế gian này sẽ không còn. Cho nên cái ước vọng của thầy là ngày nào mà ngồi lại yên tĩnh, thầy sẽ viết lại cái đạo đức nhân quả, cái đạo đức không làm của mình của người, để quân bình với cái khoa học hiện đại bây giờ. Đó là cái trọng trách và cái nhiệm vụ của thầy phải làm. Bây giờ hỏi thầy, thầy dạy rằng hãy chặt đứt rứt bỏ loài kiết sử độc ác, phá hết ngũ triền cái như thế nào? Đáp: muốn chặt đứt thất kiết sử và ngũ triền cái thì nên tu tập tứ chánh cần. Các con mà muốn mà cho cái tham sân si mạng nghi cho nó đoạn, cho nó ly dứt, cho nó đoạn dứt á, và cái ngũ triền cái cho nó đoạn dứt, cái thất kiết sử cho đoạn dứt á,
thì các con phải tu tứ chánh cần. Thì trong pháp tứ chánh cần không phải là cứ đem tứ thầy xin nhắc lại. Ở đây thì có một số người mới nghe thì tưởng là pháp tứ chánh cần là tu pháp tứ chánh cần. Sự thật là cái danh từ tu pháp tứ chánh cần chứ nó có cái, những cái pháp khác đặt trên tứ chánh cần, mà tứ chánh cần thì đặt ở trên tứ niệm xứ mà tu đập. Nó tại sao mà đặt kỳ vậy? Cho nên người mà đã học với thầy thì họ thấy không kỳ, nhưng mà những người mới nghe thì lạ luôn. Tại sao pháp tứ niệm xứ thì tu tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ niệm xứ là tu tứ niệm xứ, tại sao mà còn đặt tứ chánh cần lên tứ niệm xứ? Bởi vì ngoài cái thân thọ tâm pháp này thì không có cái chỗ nào đặt để mà tu cho nó thành tựu. Bởi vì thân thọ tâm pháp là bộ tứ niệm xứ này là bốn cái chỗ nó đang ô nhiễm, cho nên nó đang nhiễm những cái ác pháp. Từ đó phải đặt cái tứ chánh cần lên để mà ngăn chặn ác pháp, không cho các ác pháp sanh và tăng trưởng thiện, và sanh khởi thiện pháp và tăng trưởng thiện pháp. Đó là gọi tứ chánh cần. Như vậy là tứ chánh cần là cái tên ngăn chặn mà chưa có cái pháp ngăn chặn. Ở đây chúng ta biết tu sao mà tứ chánh cần ngăn chặn là làm sao, mà đoạn dứt nó làm sao, chúng ta chưa biết. Cho nên chúng ta có những cái pháp ngăn chặn và những cái pháp đoạn dứt cái ác pháp để cho cái thiện pháp nó tăng trưởng, nó sanh khởi lên. Đó thì các thầy mà đã học rồi thì biết rất rõ tứ chánh cần. Còn các thầy mà chưa học thì nghe đến đây không biết tu tứ chánh cần như thế nào, thì thầy sẽ nhắc sơ lại để cho biết cách thức tu tứ chánh cần. Muốn mà ngăn chặn cái ác pháp, nghĩa là Đức Phật dạy mà ác pháp chưa sanh không cho sanh, thì cách thức không cho sanh thì phải tu cái pháp nào? Nhưng Phật không nói. Nhưng mà cái người mà tu theo đại hội thì người ta biết được cái pháp đó là ngăn chặn được cái ác pháp không có cho sanh. Như vậy là chúng ta tu cái pháp nào mà nó ngăn chặn không sanh? Vì vậy bây giờ chúng ta phải nghĩ ngay rằng cái ác pháp là cái pháp nào ác mà cái pháp nào thiện nè. Thì trong thập thiện á thì nó có 10 cái điều thiện, thì chắc nói về thập thiện thì ai cũng biết, mà ngược lại cái thập thiện đó là thập ác, phải không? Chứ không phải là cái thiện ở ngoài mà đem vào cái chỗ đó được. Đây là thiện của tứ chánh cần mà. Cho nên cái thập thiện và cái thập ác là nó ở chỗ này. Cho nên trong thập thiện thì chúng ta nhớ, nếu mà không tham không sân không si là thiện, mà có tham có sân si là ác chứ gì. Vậy thì cái pháp nào mà có tham sân si là cái pháp đó ác? Đây thầy nói thuộc về cái ý của ba cái ác. Còn những cái ác của thân, cái ác của khẩu thì thầy không nói, nhưng mà nó cũng sẽ nằm trong đó. Nó thì quý thầy rất biết rõ không? Cho nên trên cái bước đường mà tu tập á, thì quý thầy thấy cái tứ chánh cần á, chúng ta phải dùng cái định nào? Bây giờ cái định chánh niệm, định giác nè, chúng ta đi kinh hành, biết chúng ta đi kinh hành thì ác pháp có xen vô trong đầu quý thầy không? Có khởi niệm thương niệm ghét trong đó. Niệm thương niệm ghét là đó là tham, đó là tham chứ gì, tham ái chứ gì, nó làm khổ chưa? Các vị tức là ác chứ gì? Cho nên từ đó nó không xen vô được. Cho nên mình đi, mình biết mình đi mà còn có cái niệm tạp niệm thì nó chưa phải là tỉnh giác. Đó là cái pháp ngăn chặn không có cho các pháp ác sanh. Đến cái pháp định niệm hơi thở nè, các thầy ngồi lại nè, ngồi xếp bàn hoặc ngồi trên ghế thầy nè, hít thở, hơi thở ra biết ra, hơi thở vô biết vô, mà khoảng một phút thì nó không ác pháp, thì chúng ta đã thành tựu được một phút không ác pháp, ngăn chặn không ác pháp. Bây giờ lỡ nó có sinh ra một cái ác pháp này thì chúng ta mới quán xét ác pháp đó, cái lòng thương chúng ta nhớ cha mẹ mình, ngồi để tu hành mà nhớ cha mẹ, nhớ anh em mình nè, thì mới đem cái mổ xẻ ra mới thấy đó là cái nhân quả giai nợ nhau. Cho nên trong cái tiền kiếp nó đã gieo nhau, cho nên cái đời này mới sanh ra chung cùng cha mẹ, mới có anh em như thế này, mới có cha mẹ như thế này. Cho nên đó là thuộc về nhân quả. Từ đó chúng ta mới hiểu là nhân quả, cho nên chúng ta xả, chúng ta không còn thương ghét nữa. Cho nên chúng ta không còn thương nữa, không còn nhớ nữa. Hãy là cứu mình đi. Do đó từ đó chúng ta đoạn dứt cái ác pháp đó, thành ra cái niệm đó nó không còn còn. Vậy cho nên chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng ở trong cái chỗ mà không tham, không sân, không si, tức là cái chỗ mà cái tâm thanh thản an lạc, nó không có niệm. Nhưng mà bây giờ có người bệnh đau, có người đang giải chết, chúng ta thấy không, có người chết đuối, đang chết đuối, thì chúng ta phải khởi cái niệm, phải bây giờ phải xuống cứu người đó chứ, để giúp người đó lên chứ. Thì như vậy là chúng ta đã có niệm rồi chứ gì, mà nhưng mà niệm thiện mà, niệm cứu người mà, làm sao chúng ta diệt? Cho nên chúng ta nhảy xuống nước, chúng ta giúp người đó lên thẳng ngoài đàng hoàng, đó là cái niệm thiện. Chúng ta đâu có diệt nó, chúng ta tăng trưởng cái chuyện tốt. Mà cái niệm thiện này nó không phải nằm ở trong thập ác, nó không có nằm ở trong thập thiện, mà nó nằm ở trong tứ vô lượng tâm, từ bi xả trước cái cảnh khổ người khác, mình phải sanh tâm từ chứ, tâm bi chứ. Cho nên mình phải ngay đó mình tu tứ vô lượng tâm chứ. Cho nên nó đâu phải là nghịch trong cái pháp ác đâu, mà chúng ta sợ nó là ngắn. Cho nên chúng ta tăng trưởng các pháp phát thiện, mà trong đó có thiện của tứ vô lượng tâm. Nên chúng ta phải hiểu được pháp thiện và pháp ác, cái chỗ nào thiện cái chỗ nào, mà thiện ác chỗ nào, chứ không phải là hà lớn cái chỗ nào cũng thiện hết. Bây giờ nghe nói là tăng trưởng các pháp thiện thì chúng ta cứ gọi Phật tử đồng bào này kia đem tiền đem bạc nhau rồi dẫn nhau đi lại cái chỗ nào mà chết chìm, bị thiên tai quá hoạn mới cứu trợ họ, gọi là thiện. Mà làm nhiều nó gọi là tăng trưởng thiện, cái đó là làm tầm thủy.
Nhân quả của người ta chứ đâu phải là để cho người ta thọ những cái nhân quả đó. Người ta đã từng đốt nhà họ, bây giờ nhà lửa cháy nhà họ, phải họ phải chịu nhân quả đó chứ. Sao lại mình lại làm cái gì đó? Cho nên ở đây chúng ta phải nhìn bằng cái đôi mắt nhân quả, cho nên lòng chúng ta không có dao động trước những cái đau khổ còn đầy đó, đúng đó. Thấy rõ nhân quả thì chúng ta biết chúng ta không có dao động trước cái gì. Đó, thì như vậy là chúng ta tu tứ chánh cần. Mà tứ chánh cần nó sẽ diệt, nó sẽ ly được thất kiết sử và ngũ triền căn. Hỏi làm thế nào để dùng pháp hướng xả ly 18 lại tưởng? 18 lại tưởng này là gì, xin thầy chỉ dạy. Ở đây chúng ta phải biết rằng khi mà cái tâm của chúng ta nó đã ở trong cái định của nhị thiền, tức là một cái trạng thái yên lặng, một cái trạng thái yên lặng, nó không có niệm, nó không có tâm tứ, mà nó phải yên lặng. Khi nó ở yên lặng được rồi thì nó có những cái tưởng, cái nghĩ tưởng nó xảy ra. Cho nên lúc bây giờ nó nghe cái trạng thái thinh an đi, nó thích, nó làm cho chúng ta thích ở trong cái trạng thái đó. Cho nên chúng ta muốn ly nó ra thì chúng ta phải bám chặt vào hướng, thường hướng tâm, thường nhắc cái thinh an của sức tưởng nghĩ lặng này phải ra khỏi đây, không được ở đây. Chúng ta thường nhắc, mà thường nhắc như vậy nó đã làm đậm nó, cho nên vì vậy mà cái trạng thái thinh an nó sẽ mất, nó không còn có nữa. Cho nên gọi là ly hỷ mà trú xả, trú ở trong cái chỗ mà cái niệm xả của mình làm cho nó mất cái trạng thái đó đi. Rồi bây giờ nó xảy ra cái ánh sáng hào quang này, nó ngồi lên nó sáng nhà sáng cửa. Cho nên bây giờ mình ngồi mình thấy hào quang, do đó cái tâm của mình nó tập trung ở trong ánh sáng đó, cái sắc tưởng đó. Cho nên do vì vậy đó mà mình bị cái sắc tưởng đó, cái tâm của mình nó lạc đi. Vì vậy mình phải ly cái hỷ tưởng này đi. Người ta thấy cái hào quang là người ta mừng rồi, nay tu sao có ánh sáng rồi, chắc có hào quang sáng rồi, vì vậy cho nên mình mừng, mình nổi mừng đó. Nhưng mà cái người tu người ta biết đây là cái lời tưởng rồi, cho nên vì vậy mà người ta cứ ngay ở trên cái hơi thở, người ta đưa vào cái hơi thở, chúng ta xả nó đi, chúng ta nhắc cái ánh sáng này là cái lời tưởng, hãy đi đi, không được ở đây, chỗ này không phải là chỗ tưởng. Và cứ nhắc như vậy, nhắc như vậy tức là cái tâm chúng ta nhắc là cái trạng thái của hào quang đó, nó không còn làm cho cái tâm chúng ta dính vào đó, cho nên gọi là ly, hiểu chưa? Còn 18 cái lại tưởng này là gì? Xin thầy chỉ dạy. Ở đây thầy chỉ nhắc tóm lược lại cho nó biết thôi, chứ không có kể dài dòng, nó mất thời giờ, bởi vì gần 4 giờ rồi, còn có 5 phút nữa. Muốn xả ly 18 lại tưởng này thì con nên dùng pháp hướng, thầy đáp đó. Dùng cái pháp hướng thì nó mình nương vào pháp hướng đó thì tức là mình sẽ xả nó. 18 lại hỷ này thầy đã dạy rồi, nhưng bây giờ thầy xin kể lại sơ là để cho thấy là có 6 lại tưởng thức, 6 lại tưởng cần và 6 lại tưởng thông, cộng lại nó là 18 lại tưởng. Thầy nói giống chúng ta vậy, rồi bắt đầu từ đó chúng ta mới tìm ra cái 6 lại tưởng thức như thế nào, mà 6 lại tưởng cần như thế nào, mà 6 lại tưởng thông như thế nào. Bây giờ tiếp tục mà hỏi Phật, đạo Phật là đạo tự lực, không cần tha lực, nhưng có người nói tu theo đạo Phật mà không tin thế giới siêu hình là không được. Có vị thầy bảo tu theo Phật phải tin trời, tin thế giới siêu hình. Vậy trời là ai? Thế giới siêu hình ở đâu? Trời có phải là Ngọc Hoàng Thượng Đế Chúa Giê-xu? Nếu không tin các vị này, các vị này bảo niềm tin trong đạo Phật sẽ kém khuyết, nghĩa là mình không tin các vị đó thì niềm tin của mình đối với Phật cũng vẫn kém khuyết như thường. Những vị thầy này quan niệm như vậy có đúng không? Thật ra thì Dương Minh hỏi thầy cái điều này thì thầy thấy cũng rất ngại, vì nói ra thì cũng đụng chạm, nhưng mà gặp thầy thì thầy nói thẳng thôi. Nhưng mà biết rằng mình nói thì cũng đụng chạm họ đó. Đáp: đạo Phật là một tôn giáo ra đời nhắm vào sự thật của kiếp con người để giải quyết bằng sức tự lực và trí tuệ của mình, không nhờ cậy vào ai, tự thắp đuốc lên mà đi. Vì Đức Phật đã biết con người khổ vì chính mình tạo ra mình khổ, chứ không phải ai làm cho mình khổ. Do thế Đức Phật không nói quanh co mà chỉ thẳng cách thức tu tập làm chủ sự đau khổ, chấm dứt đau khổ, không cần cầu cạnh ai hết. Nên đạo Phật không xây dựng một thế giới siêu hình tưởng tượng, một đấng Ngọc Hoàng trừu tượng, một đấng cứu thế vạn năng, một Phật tánh thường lạc ngã tịnh siêu hình. Những vị thầy này quan niệm như vậy là bị ảnh hưởng quá của các tôn giáo hữu thần, nghĩa là những cái tư tưởng mà những cái quan niệm mà tư tưởng này đều là bị ảnh hưởng của các tôn giáo hữu thần, còn đạo Phật xem như là cái tôn giáo vô thần, không có một cái đấng vạn năng nào trên cái đầu chúng ta hết, chỉ có ta là của chúng ta chứ không ai hết. Cho nên Đức Phật nói thiên thượng nhi thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, muốn cầu kệ rất rõ ràng. Cho nên
trên đời này không ai cứu ta mà chỉ có ta mới cứu, cho nên ta vượt qua được bốn cái sự đau khổ này. Những quan niệm như vậy không đúng sự thật, mơ hồ, trừu tượng, ảo giác, sống trong thế giới tưởng, những vị thầy này không còn sức tự lực, mất hết nghị lực, tinh thần yếu đuối, bạc nhược. Những người mà nêu lên những cái thế giới siêu hình như vậy là những người là không có một cái nghị lực, không có cái sức tự lực, nó mất hết các nghị lực, tinh thần yếu đuối, nó cầu cạnh những cái siêu hình đó. Còn chúng ta là những người có đủ nghị lực, chúng ta mặc dù thân thể ốm yếu bệnh tật, chứ tinh thần chúng ta rất vững chắc, không sợ hãi. Cho nên từ cái chỗ sợ hãi chúng ta không sợ hãi, chúng ta trước những đối phó, trước cái sự đau khổ, sự chết chóc của chúng ta gan dạ, không có bao giờ hề nóng, hề ốm. Bởi vậy khi mà sắp sửa mà chúng ta đạt được đạo không phải là chuyện dễ đâu. Chúng ta phải biết rõ như thầy đã nói, nó có cái cảm thọ và cái hành thọ. Cái cảm thọ là do cái thân chúng ta có bệnh tật nó sinh ra cái đau khổ, gọi là cảm thọ. Còn cái hành thọ là do cái thân chúng ta không bệnh đau, mà nay nó đau nhất chỗ này, mai đau nhất chỗ kia, tức là cơ thể đang thay đổi. Mà trong khi cái cơ thể mà chúng ta tu tập nó phải thay đổi, để cho nó khi mà dùng hơi thở mà nó không chết, nó phải có sự quân bình của nó, chứ không phải là đơn sơ như cái thân mà của các con mà chưa có tu tập thì các con ngưng thở là các con chết luôn. Cho nên muốn mà ngưng thở thì chúng ta phải rèn luyện tu tập trong những cái đạo lực của chúng ta. Do đó nó bắt đầu nó thay đổi, nó thay đổi thì cái thân chúng ta không phải là bệnh đau, nhưng mà nó phải có sự thay đổi, nó làm như là đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ kia, có khi ho, có khi nó khạc ra máu, rồi có khi thì nó tiêu chảy, có khi thì nó đau bụng, nó đủ cách, có khi thì nó bón, nó quất, đủ cách hết, nhưng mà rồi nó sẽ hết. Mà cái người mà nhát gan á, lúc bây giờ đó chạy đi bác sĩ thì cái người đó tu không tới đâu. Cho nên xem như chúng ta đã chết rồi thì chúng ta mới chiến thắng được cái hành thọ. Còn cái cảm thọ thì cái đó là khi có bệnh thân rồi, cái bệnh thật của nó từ đó nó sinh ra đau đớn thì chúng ta đi trị bệnh. Còn cái cảm thọ thì nhất định là lấy cái phương pháp mà tu hành chúng ta chiến thắng nó thôi. Cho nên ở đây Phật dạy rất rõ là cái cảm thọ, những hành thọ rất rõ, chứ đâu phải là không dạy. Nhưng mà tại vì chúng ta đọc kinh sách mà chúng ta không hiểu rồi chúng ta lướt qua, cho nên chúng ta không thấy cái đặc biệt của đạo Phật. Cho nên những cái người mà quan niệm của thế giới siêu hình là những người yếu đuối, những người yếm thế, những người cầu cạnh, những người mà không còn cái tự cứu lấy mình được, những người đó là những người không có còn đủ sức theo đạo Phật nữa. Cho nên những người đó không phải là những cái bậc thánh đâu, phàm phu. Hỏi: phá tâm sợ hãi con phải tu pháp hướng như thế nào? Đáp: muốn phá tâm sợ hãi thì mình phải biết rõ sợ hãi cái gì. Bây giờ mình sợ cái gì? Mình sợ rắn này, hoặc là sợ chuột này, sợ con vật gì, hoặc là sợ cái gì? Thì khi đó mình mới đặt cái pháp hướng đó đúng cái chỗ cái tâm sợ đó, đó mình mới hướng tâm mình nhắc nó. Rồi trong khi đó mình mới thử thách. Ví dụ như mình sợ rắn, thấy con rắn là mình quá sợ, không dám đụng tới nó, không dám lại gần. Thì bắt đầu đến một thời gian nữa mình tu tập, mình hướng tâm không có sợ rắn nữa, từ đây cái tâm không sợ rắn nữa, nhắc nó. Như vậy là tu trong một tháng, hai tháng, ba tháng, sau đó mình đi kiếm rắn, mình rờ thử coi nó mình có sợ không. Nếu mình sợ thì mình hướng, mình nhắc nữa, đừng có sợ hãi, con rắn nó cắn chết bỏ cái thân này, do cái chỗ mình sợ con rắn cắn mình chết bỏ thân là mình tiếc cái thân, đây còn chắc cái ngã. Vì vậy mà rờ đại thứ coi nó có cắn chết bỏ, do đó mình làm ra mình rờ cái bắt đầu hết sợ nữa. Từ sau này rắn mà quấn cùng mình cũng không sợ nó, chứ đừng nói chuyện rờ nữa. Đó là cách thức mà chúng ta, bây giờ mình sợ ma thì mình ra gọi mã, mình đồng mã, mình ở thử coi một vài ngày coi nó coi có ma nào mà lợi ăn thịt mình không. Thật sự ra nhân quả làm sao có con ma nào, hoặc là mình nó sợ cọp thì vô rừng ở mình có cọp nó có ăn mình không, nếu nó có ăn thì chết bỏ đi, thì do đó nó hơi sợ. Cho nên bây giờ từ lâu đến giờ con ở sống trong nhà có nhiều người con không sợ, bây giờ con mình ở sống cái một cái thất riêng thấy vắng vẻ, nó hoang vu quá, nó sợ quá, do đó chết bỏ nhất định, mày cho mày chết bỏ đi, tao chẳng có sợ đâu, tao nhốt mày ở đây cho mày ma nó vô nó ăn mày cho đâu. Thì do đó mình nhắc cái tâm mình, cái nghị lực của mình kiên cường lên, nó không sợ nữa. Chừng đó mình ở trong rừng sâu cũng không sợ nào hết. Cho nên do cái sự mà cương quyết của sự mạnh mẽ của người mà tự lực thì bắt đầu không có còn sợ hãi. Đó như vậy chúng ta vừa đặt pháp rồi vừa phải trực tiếp sống ở trong cảnh đó thì nó phá luôn cả cái sợ hãi. Là thầy nói các con cứ thực tập đi coi, một mình thầy ở trên Hòn Sơn, thầy ở trong cái hang Hòn Sơn mà lên cái đỉnh Ma Thiên Lãnh ở trên đỉnh Hòn Sơn, mới đầu thì nó cũng sợ chứ đâu phải không sợ, nhưng mà cái tầm gan dạ mình chết bỏ nhất định, đã đi tu rồi còn sợ chết cái gì, hàm rắn đi tu làm gì, chỉ ra đời đi đừng có ở với tu, mà đã tu thì không sợ gì hết. Bây giờ cọp ăn cũng không sợ, cái gì rắn cắn chết bỏ nhất định không sợ đau cho đến. Do đó bây giờ ngủ mình nghe ăn giấc ngủ là còn ngon, một mình là còn ngủ ngon nữa, còn không sợ nữa, mà còn thích thú ở mình nữa. Từ đó cái nó hết sợ hãi rồi, bắt đầu ở rừng ở núi ở gì cũng được.
nó mình phải có cái sự cân nhắc, mình phải có sự hướng tâm, mình nhắc cái tâm của mình nó sẽ hết sợ. À, đồng thời thì mình phải dùng những cái pháp tu tập ở trên cái tứ niệm xứ, rồi mình sẽ quán và khắc phục cái tâm sợ hãi của mình thì nó sẽ hết. Hỏi tu tập tụ điểm là tập trung sáu cái căn nơi chỗ chóp mũi, con hành như vậy đúng không? Con chỉ tu 5 phút cảm thấy chán ván, xin thầy cho con hiểu. Con tu cái tụ điểm như vậy á, là con chỉ nhìn chăm chăm vào cái chóp mũi chứ gì, cho nên 5 phút là con chán ván là phải. Mà cái hơi thở đó đâu phải là cái hơi thở con thở, đây là cái hơi thở bình thường của con mà con tu vậy. Nó đâu có đúng cái chỗ mà tạo thành cái tụ điểm đâu. Cho nên cái này phải có người kinh nghiệm, người ta dạy cho mình tu tập cái tụ điểm, chứ còn không khéo thì mình tu như vậy nó chưa phải là cái tụ điểm đâu. Cho nên cái tụ điểm á, muốn tập cái tụ điểm á thì phải dùng cái hơi thở chậm, chứ không phải là cái hơi thở mà bình thường của mình đâu. Con tập tụ điểm như vậy là sai. Chỉ khi nào ổn định hơi thở rồi mới tu tập tụ điểm, nghĩa là cái hơi thở con như bình thường nè, con tập luyện cái hơi thở bình thường không? Lúc nào con cũng thở được bình thường rồi thì lúc bây giờ người ta mới dạy con cái phương pháp tập tụ điểm. Tập tụ điểm thì con sẽ thở cái hơi thở chậm. Phương pháp tu tập tụ điểm chỉ dùng hơi thở chậm và nhẹ đặt tụ điểm tại nhân trung, chứ không phải chóp mũi này đâu. Nương vào cái hơi thở chậm nhẹ từ một hơi thở đến 10 hơi thở, nghĩa là cái sức thở chậm nhẹ đó con chỉ thở từ 10 hơi đến 2 hơi thở, từ 1 hơi thở đến 2 hơi thở rồi nghỉ. Hoặc là cái sức con nhiều hơn thì con thở được 3 hơi, nhiều hơn nữa con thở được 5 hơi, mà cái sức con được 10 hơi thì trong lúc đó con tu tới 10 hơi là con nghỉ, chứ con không được tu gì nữa. Nghĩa là cái sức mà tập tụ điểm thì tu có 10 hơi thở thôi, không có được tu mà tới 1 giờ, 2 giờ hay hoặc 30 phút hay là 20 phút, mà chỉ tập ở trong cái thời gian từ 1 đến 10 hơi thở là tạm nghỉ, là cái sức người đó là nhiều. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ nương vào đó mà chúng ta tập trung, chúng ta thở chậm, thì lúc chúng ta đặt cái tụ điểm đó thì cái sức mà hơi thở chậm nó làm cho cái tâm chúng ta theo cái hơi thở đó mà quên, vì chúng ta tưởng như là từ cái chỗ tụ điểm đó nó xuất phát cái hơi thở ra hoặc là hơi thở xuất vô từ đó. Đó thì cái đó là cái chỗ mà tu tập cái tụ điểm, để sau này chúng ta có cái chỗ mà chúng ta gom 6 căn, chúng ta nằm đó mà chúng ta nhập các định đó. Mà thầy vừa nói đó là cái gì quên rồi, cái điểm tựa để chúng ta bảy vũ trụ đó, đó là cái chỗ mà sau này chúng ta dùng nó để mà chúng ta bảy vũ trụ. Ở đó mà chúng ta sai cái bàn này nó sinh ra cái bàn, chúng ta sai cái bàn này nó sinh ra 1000 cái bàn, nó sinh ra 1000 cái bàn. Đó là nằm ở chỗ đó mà chúng ta sai kiến, đó là cái điểm tựa mà bảy vũ trụ đó. Ở đây mà chúng ta nằm ở trên đó mà chúng ta rờ mặt trăng mặt trời được đó, đó là cái điểm tựa đó. Cho nên nhà một cái nhà khoa học mà nói nếu mà ai cho tôi cái điểm tựa tôi bảy cái vũ trụ này, thật sự ra thì cái người mà tu tập người ta có điểm tựa người ta bảy được vũ trụ. Bây giờ về cái phần mà trả lời này á, nó đã hết về cái phần của cô Duy Minh. Còn cái phần cái phần kế nữa là thầy sẽ trả lời tiếp, vì có bữa hôm nay nữa là chúng ta sẽ chấm dứt cái buổi học các pháp hành. Ngày mai thì các con sẽ, người thì về nơi này đến nơi khác để mà tu tập. Thầy sẽ trên cái bước đường mà thầy sẽ đi tìm những cái nơi yên ổn mà tu tập cho các con á, thì thầy sẽ gác thăm các con xem coi cái nơi mà các con tu như thế nào tốt hay xấu, thầy góp ý thêm, và thầy gặp Phật tử ở đó thầy gợi ý thêm để giúp đỡ cho các con cái yên ổn mà tu tập. Đó là trên cái bước đường mà sắp sửa thầy đi du hành để mà trợ giúp cho các con từ cái địa phương này đến địa phương khác. Vì theo thầy thiết nghĩ trong cái giai đoạn chúng ta mà tập trung lại một chỗ tu tập mà có thầy hướng dẫn thì điều đó là điều tốt nhất. Nhưng vì tập trung lại thì giấy tờ mà xin phép tắt thì rất phiền phức, và đồng thời cũng làm cái sự lo lắng cho nhà nước. Người ta thấy mình tập trung không biết là mình làm cái gì, sợ mình làm chính trị hoặc là làm rối trật tự an ninh trong một cái nước mà mới độc lập, thì người ta rất lo lắng. Cho nên mình cũng thông cảm trên cái nỗi đó. Vì vậy mình có thể tìm những cái địa điểm nó phù hợp với cái địa phương của mình, mình ở đó rồi thầy thỉnh thoảng thầy đến hướng dẫn. Đây là cái biện pháp thứ nhất. Còn cái biện pháp thứ hai nó thuận tiện nhất là thầy sẽ tìm một cái nơi rồi chúng ta sẽ tập trung về nhau, để rồi có thầy ở tại đó mà thầy hướng dẫn các con tu tập thì nó rất tiện. Còn nó chưa có được thì chúng ta tạm thời chúng ta mỗi người một địa phương chúng ta tu, thỉnh thoảng thầy đến thì các con cũng không đỡ mất tiền hơn là các con phải đi đến thầy. Vì đến thầy 5-3 người thì nó phải tốn tiền nhiều hơn, còn thầy đến các con thì chỉ có một mình thầy cho nên không tốn tiền. Đó là chúng ta phải tiết kiệm cái mồ hôi nước mắt của Phật tử. Chứ còn sự thật chúng ta tu là chúng ta đâu có làm ra tiền. Mỗi lần đi thì Phật tử phải cúng dường cho mình
để mà mình đi. Cho nên những cái điều này làm cái điều đó. Vì vậy mà hôm nay thì các con sẽ thấy rằng những cái địa phương mà các con ở thì thầy lần lượt thầy sẽ đến thầy thăm và thầy tìm những cái địa điểm ở địa phương. Khi mà các con ở địa phương đó, các con thấy cái địa điểm này tốt, các con hướng dẫn thầy đến xem. Xem rồi thầy quan sát cái địa điểm đó đúng cái chỗ mà các con sẽ tu tập để đến khi chứng đạo. Còn cái nơi này sẽ không được chứng đạo thì thầy xin bỏ cái này, không nên chọn cái tự định cái điểm này mà hãy cái chỗ khác. Và cứ như vậy thầy sẽ tìm cho các con những cái nơi mà tu tập tốt để các con được yên ổn suốt cái thời gian 1 năm cho đến 3 năm mà thực hiện được cái sự giải thoát này. Bởi vì thầy thấy đạo Phật không phải khó đâu, 3 năm đó là cao lắm rồi. Nhưng mà vì tu chưa đúng rồi cái hoàn cảnh nó chưa thuận tiện cho nên chúng ta bị phá độc cơ làm tâm chúng ta đậm mà chúng ta không thực hiện được những cái tu tập của chúng ta. Chứ còn tu mà thực thật ra mà tu đúng thì chúng ta chỉ trong vòng 6 tháng 7 tháng cao lắm là 1 năm là chúng ta đã hoàn thành. 3 tháng đầu thì chúng ta cố gắng ly dục ly ấm bất thiện pháp, tức là chúng ta tu trí chứng cảm, chúng ta ngăn chặn ác pháp đúng cách. Từng tự chúng ta tu theo cái đặc tướng, cái khả năng của mình, rồi từng đó mình đi lên rồi mình xả. Khi đó suốt 1 ngày 1 đêm mà chúng ta không còn có một cái niệm nào xen vô và tâm toàn thiện và hỷ lạc sinh ra thì chúng ta biết là ly hỷ trú xả được rồi. Do đó thì ly dục ly ác pháp được rồi. Do đó thì chúng ta tiến tới cái pháp hướng để mà nhập cái nhị thiền rồi tam thiền rồi tứ thiền rồi hướng tâm để tu tập tứ nhị ý túc rồi tam minh, là chúng ta hoàn tất được cái con đường tu của chúng ta đúng như là thời lượng Phật dạy. Và khi mà chúng ta tu được rồi thì tức là chúng ta đã làm sống lại cái đạo Phật, làm cho cái đạo Phật nó tốt lên, nó không còn người ta chê bai Phật pháp là tiểu thừa, là ngoại đạo, là phàm phu thiền, những cái mà người ta đã khinh chê Phật giáo bây giờ mình đã làm sống lại hết do cái sự công phu tu tập của các con mà làm sống lại. Bây giờ có người nào mà về đó thì bây giờ đã 4 giờ mấy rồi, ai có về thì các con sửa soạn về đó, rồi hôm nào sẽ gặp thầy con có thể sửa soạn về đi đó, rồi khi nào có lên thì sẽ gặp thầy, thầy sẽ tiếp để mà bàn thêm một cái vấn đề. Bây giờ thầy xin tiếp cái phần này về cái phần thưa hỏi. Bởi vì dù sao nên nói thầy cũng rất lo cho các con, vì các con đã theo thầy tu tập thì tức là thầy phải tìm cách để mà dẫn dắt các con đi đến nơi đến chỗ. Kính bạch thầy, phá âm thanh như thế nào? Phá âm thanh á, thì ở đây cái câu hỏi của cô Diệu Quang hỏi thầy cách thức phá âm thanh như thế nào. Thì thầy chỉ dạy cách thức phá âm thanh nó không khó đâu, chúng ta chỉ dùng pháp hướng. Khi mà chúng ta đạt được cái trạng thái yên lặng thì lúc bây giờ chúng ta nương vào cái hơi thở chậm và nhẹ, thì lúc bây giờ bám chặt trụ điểm nằm đó, rồi chúng ta cứ hướng tâm nhắc phá âm thanh thì nó sẽ phá âm thanh. Ở trạng thái nào mới phá âm thanh thì thầy hồi nãy thầy đã nói đó, ở trạng thái yên lặng mới phá âm thanh, nhập được định gì mới phá âm thanh, nghĩa là nhập được cái định nhị thiền là phá âm thanh được đó. Thì mấy câu hỏi này để chúng ta thấy nhập được định gì mà phá âm thanh, tức là phải nhập được nhị thiền, tức là định diệt tầm diệt tứ đó, thì chúng ta mới phá âm thanh. Mà định diệt tầm diệt tứ thì chúng ta ở trạng thái yên tĩnh. Vì vậy cho nên ở trạng thái nào mới phá được âm thanh, tức là trạng thái yên lặng. Rồi phá âm thanh bằng cách nào? Dùng pháp hướng mà phá âm thanh. Đó là trả lời ngắn gọn và để chúng ta dễ hiểu, để chúng ta biết được cái trạng thái và cái định nào mà ở mức đó để phá âm thanh. Còn chúng ta chưa nhập được cái trạng thái nhị thiền mà chúng ta dội phá âm thanh thì chẳng được. Bởi vì khi mà cái người đó ngồi tu còn có một vài vọng tưởng, tuy rằng một vài vọng tưởng, nhưng mà trong một ngày có cái thời chúng ta tu không vọng tưởng, nhưng có thời chúng ta tu có vọng tưởng, thì chúng ta không được phá âm thanh mà hãy diệt tầm tứ cho sạch. Còn ngồi thời nào cũng có, mà chiều cũng ngồi, sáng cũng ngồi, tối khuya cũng ngồi, thời nào cũng có, nhưng mà một vọng tưởng, hai vọng tưởng trong 30 phút thì người này cũng chưa được phá âm thanh. Mà nhiều khi có vọng tưởng như vậy thì chúng ta nên tu cái gì? Thì chúng ta nên tu cái định diệt tầm diệt tứ, tức là thường tác ý cho nó thật sự nó diệt hết tầm, rồi sau đó mới phá cái tứ đi để cho cái tầm nó không có phát khởi ra được nữa. Và đồng thời thì chúng ta phải xét thấy rằng cái khi mà cái tầm mà nó còn hoài nó không hết, thì chúng ta biết rằng ly dục ly ác pháp chưa trọn vẹn, vì tâm chúng ta còn đang lo ra, cho nên nó hay sinh cái vọng tưởng. Cho nên chúng ta phải cố gắng mà diệt tầm diệt tứ, tức là xa lìa những cái cảnh đời thế gian đi, dứt bỏ nó đi, đừng có đeo đẳng nó. Vì mai kia mốt nọ chúng ta chết rồi chúng ta cũng không ôm ấp gì nó được nó đâu. Chúng ta phải bỏ ra. Kính bạch thầy, nhập định nào âm thanh vắng lặng
À, ở đây thì cô Diệu Quang hỏi thầy nhập định nào âm thanh vắng lặng, thì thầy đã dạy từng dạy rất nhiều rồi. Vì nhập tam thiền thì âm thanh vắng lặng, phá âm thanh lúc bây giờ nhập tam thiền rồi có còn phá âm thanh hay không? Đây là hỏi để mà nhấn mạnh cho biết rõ là lúc bây giờ nhập tam thiền mà còn có âm thanh nghe hay không. Nếu mà có âm thanh tức là chưa nhập tam thiền, mà đã có âm thanh thì không có âm thanh thì đó là nhập tam thiền. Muốn nhập mà bốn lại định vô sắc tu như thế nào, ở định nào mà tu tập được định không vô biên xứ, đó bây giờ hỏi hỏi thầy muốn nhập được bốn cái lại định vô sắc thì phải tu như thế nào mà nhập được bốn cái lại định này, ở cái định nào mà tu tập được cái không vô biên xứ. Đây bây giờ thầy, cái này thầy đã giảng rất rõ rồi, rất kỹ rồi, vì có hai cái lộ trình. Một cái lộ trình mà từ cái người mà tu tập mới bắt đầu vô tu tập, ức chế tâm của mình để cho hết vọng tưởng, thì cái người đó cũng sẽ đi vào trong bốn cái định vô sắc và nhập cái định không vô biên xứ rất dễ dàng, không có. Nhưng mà phải nói rằng nó không có cái cách thức tu tập để nhập các bốn cái lại định này, nhưng mà chỉ kéo dài cái trạng thái mà diệt tầm tứ đó để cho cái trạng thái của tưởng thức nó hoạt động, thì lần lượt nó dẫn chúng ta vào bốn cái định này, chứ không phải là chúng ta có cái cách thức mà để nhập nó, biết cách nhập nó, nhưng mà nhờ chúng ta kéo dài cái trạng thái của ý thức không làm việc, ý thức ngưng hoạt động, nó không có còn vật tưởng nữa, thì nó dẫn chúng ta vào bốn cái trạng thái này. Cho nên khi mà dẫn vào thì chúng ta bị rơi rớt vào những cái vô ký, những cái quan không, những cái hôn tịch, những cái hôn trầm, thì chúng ta bị liên tục những cái trạng thái đó. Còn bây giờ đi qua một cái hướng khác, tức là từ chỗ ly dục ly ác pháp, cho nên ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền. Từ cái sơ thiền chúng ta mới tịnh chỉ các hành, từ tịnh chỉ các hành đó chúng ta mới hướng tâm mà nhắc để mà nhập vô không vô biên xứ, thì rất dễ dàng, không còn khó khăn. Đó là chúng ta có cái đường lối và cách thức chúng ta dùng pháp hướng mà chúng ta muốn nhập vào cái bốn cái định vô sắc. Cách thức đó là có pháp hướng. Còn ở bên kia thiền Đông Độ thì nó không có pháp hướng, cho nên nó ngồi hết, nó ức chế cho hết vọng tưởng rồi bắt đầu nó ngồi nó kéo dài, cho nên nó rơi vô ký quan không hoặc là hôn trầm hôn tịch. Còn bên này chúng ta có cái pháp hướng chúng ta nhắc, cho nên vì vậy mà không rơi vào các cái trạng thái mà vô ký này. Từ đó chúng ta muốn nhập cái định nào thì chúng ta nhắc cái tâm của mình ở trong cái định ấy, thì nó sẽ đạt được cái định đó liền. Đó là muốn nhập bốn cái lần đó. Ở trạng thái nào tịnh chỉ được các hành, ở trạng thái nào tịnh chỉ được các hành, nghĩa là ở trạng thái vắng lặng thì tịnh chỉ được các hành. Các thầy, vắng lặng là gì? Là khi mà âm thanh không còn nghe nữa nó mới vắng lặng. Cho nên lúc bây giờ là phải nhập tam thiền rồi, thì từ ở trạng thái tam thiền đó thì chúng ta mới tịnh chỉ được các hành. Mà tịnh chỉ được các hành thì mới nhập tứ thiền, mà chưa tịnh chỉ các hành đó, thì đương nhiên là chúng ta đang ở trong tam thiền. Ở trạng thái nào nhập tứ thiền, có thể nhập không vô biên xứ, xuất vô biên xứ. Ở đây muốn hỏi thầy, khi mà nhập trạng thái tứ thiền rồi thì ở trạng thái tứ thiền có thể nhập không vô biên xứ được không? Thì cái trạng thái tứ thiền thì nói về cái trạng thái tứ thiền là cái trạng thái nó đã diệt tầm tứ ở nhị thiền rồi, thì bắt đầu bây giờ khi mà rời khỏi cái trạng thái tứ thiền, chứ không phải ở trong trạng thái tứ thiền, mà rời khỏi cái trạng thái tứ thiền bắt đầu mới ra cái hơi thở, nương vào hơi thở mà khéo tác ý về cái không vô biên xứ, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ nhập không vô biên xứ rất dễ. Ra lệnh nói là nó sẽ vào không vô biên xứ. Định bất động tâm là định gì? Định mà bất động tâm là cái định gì? Cái tâm mà bất động thì nó là định gì? Thì cái định bất động tâm đó là một cái tên, một cái tên của cái định nhị thiền, của cái định của nhị thiền. Cho nên cái định mà bất động tâm, cái tâm ly dục ly ác pháp rồi, thì người ta chửi mình thì mình không có như cục đất, mình không có giận hờn ai nữa. Cho nên nó là cái định bất động tâm, nó là cái định không, cái định sơ thiền chứ không phải định nhị thiền. Định bất động tâm là cái định mà ly dục ly ác pháp đó, đó là một cái tên của cái định mà sơ thiền. Định bất động thân là định gì? Ở đây hầu như là các thầy mà nghe những cái tên này các thầy không biết nó là cái định gì nữa, cho nên ở đây thầy phải nói nó là một cái tên của cái định khác để cho các thầy thấy. Định bất động thân là cái định gì? Định bất động thân là cái định tứ thiền. Từ cái định bất động tâm là cái định sơ thiền, cho đến cái định mà bất động tâm
là cái định tứ thiền thì chúng ta phải trải qua hai cái loại thiền, tức là nhị thiền và tam thiền. Nó mới tới định bất động thân. Cho nên bất động tâm là phải đạt trước, mà bất động thân thì phải đạt sau. Diệt thọ tưởng định, cách thức tu tập, cách thức tu tập của diệt thọ tưởng định chỉ dùng cái pháp hướng là tịnh chỉ, ý hành, ngưng hoạt động, có bao nhiêu đó thôi là đủ, là nhập diệt thọ tưởng định. Nghĩa là mình ra lệnh cho cái ý hành ngưng hoạt động mà thôi. Thì ý hành nó ngưng hoạt động tức là thọ tưởng nó ngưng, nó diệt. Cách thức tu nó như vậy, chứ nó không có pháp gì mà tu mà chỉ có cái hướng tâm nhắc nó bị tỉnh chỉ, ý hành phải ngưng hoàn toàn thì nó sẽ từ chúng ta nhập diệt thọ tưởng định. Thưa thầy, có phải là nhập tứ thiền rồi mới nhập không vô biên xứ, hay là ở trong thưa thầy có phải nhập tứ thiền rồi mới nhập không vô biên xứ, hay ở trong hay là xuất ra khỏi tứ thiền rồi mới nhập không vô biên xứ? Câu này là thầy đã trả lời ở trên rồi, là thưa thầy có phải là nhập tứ thiền rồi mới nhập không vô biên xứ? Không phải. Nghĩa là cái câu trước câu này thì chúng ta không cần phải nhập tứ thiền rồi mới là nhập không vô biên xứ. Chúng ta chỉ cần mà nhập nhị thiền, là ở trạng thái nhị thiền là chúng ta sẽ nhập được không vô biên xứ, chứ không phải cần tới nhập tới tứ thiền. Nhưng mà nhập tới tứ thiền mà nhập vô không vô biên xứ thì nhập rất dễ dàng, không còn khó. Hay là ở trong định tứ thiền mà nhập không vô biên xứ, tức là thầy cũng có trả lời rồi, không phải ở trong cái định tứ thiền mà mới nhập không vô biên xứ, mà phải ra khỏi tứ thiền rồi mới nhập không vô biên xứ. Các loại thiền định của đạo Phật thì thiền định nào quan trọng nhất? Đây là cái vấn đề quan trọng đấy. Cái câu này là cái câu rất quan trọng, còn mấy câu kia thì nó không quan trọng, nó lặp đi lặp lại, nhưng mà nó chỉ thay đổi cái chữ chứ nó không có quan trọng. Nhưng mà cái câu hỏi này nó mới quan trọng. Đây là những cái lời hỏi mà cô Diệu Quang hỏi, thầy ghi nhanh để rồi khi mà hỏi thì ghi lại rất nhanh, cho nên để mà trả lời, chứ còn không phải là cô tự mà ngồi viết ra những câu hỏi này mà hỏi ngay thầy đi nói chuyện hỏi. Cho nên cô có thường có lặp đi lặp lại những cái câu hỏi, nhưng mà cái chữ nó có sự thay đổi, nó cũng làm cho chúng ta sáng ra được cái chỗ mà nhiều khi chúng ta bị lầm lạc qua những cái từ, cho nên làm chúng ta thấy rõ được cái chỗ mà nhập cái không vô biên xứ trên từ ở tứ thiền hay nhị thiền. Còn cái câu này là rất là quan trọng mà các thầy cần phải lưu ý. Các loại thiền định của đạo Phật, thiền định nào là quan trọng nhất? Cái thiền định nào mà chúng ta tu quan trọng nhất? Nhiều khi chúng ta thấy là cái thiền định của tứ thiền là quan trọng, rồi nhiều khi mà chúng ta thấy cái định nhị thiền là quan trọng, chứ thật ra cái thiền định mà quan trọng nhất đó là cái định sơ thiền, cái định mà ly dục ly ác pháp, cái thiền định đó quan trọng nhất. Cho nên mục đích chúng ta tu tập là chúng ta làm sao mà chúng ta ly dục ly ác pháp cho được, đó là cách thức của chúng ta tu tập quan trọng nhất cho đầu tu tập. Nếu mà chúng ta ly dục ly ác pháp không được thì chúng ta không bao giờ mà nếm được mùi vị của tứ thiền ha, hoặc là gì đó không được, mà tam minh hay này kia chúng ta cũng làm được gì được hết ha, hoặc là tứ nhị ý túc mà chúng ta thực hiện những cái siêu việt đó thì chúng ta cũng không làm được hết. Cho nên cái định mà sơ thiền là cái định quan trọng nhất cho một cuộc đời tu hành của chúng ta, và tất cả các pháp môn của Phật đều là đặt ở trên cái sơ thiền để tu tập ly dục, và thậm chí như cả giới luật của Phật cũng đều đặt ở trên đó để mà ly dục ly ác pháp. Cho nên ở đây hầu hết là người ta không thấy được cái quan trọng này, mà tối ngày cứ lo ngồi thiền nhập định mà cái tâm không chịu sạch, lúc nào cũng dễ giận hờn phiền não, lúc nào cũng tạo những cái cảnh mà làm cho cái tâm nó bởi vì nó là cái đỉnh bất động mà bất động tâm, mà tại sao mình cứ để mà cái tâm mình động, làm sao mà nó bất động được? Cho nên mình đã hiểu được cái định bất động tâm là cái sơ thiền, do đó luôn luôn giữ tâm bất động là mình nhập sơ thiền, chứ không phải ngồi ức chế tâm mà gọi là sơ thiền, tức là cái tâm không dao động trước các đối tượng. Do đó người ta làm gì làm mình như cục đất, thì tức là đó là cái định bất động. Mà cái định bất động đó thì toàn bộ cái giáo lý của nhà Phật tập trung vào cái định bất động tâm này hết. Mà khi mà cái tâm bất động rồi thì cái thân này nó chỉ là điều khiển cho cái thân bất động mà thôi, chứ cái thân không có tu tập gì được hết. Nghĩa là bây giờ mà ngay vào lo ức chế cái thân để cho nó không vọng tưởng cái này cái khác thì cái điều đó là cái điều tu sai hết rồi. Cho nên từ xưa đến giờ bao nhiêu thế kỷ nay người ta tu thiền, người ta không có làm chủ được sinh tử, người ta không nhập được bốn thiền là do người ta không thấy cái quan trọng của cái định, người ta không thấy cái sự quan trọng của cái định ly dục. Thậm chí người ta còn nói là cái ly dục đeo pháp là những cái tà pháp, những cái không có giải thoát. Ngay cái sự thiền tâm hồn chúng ta thanh thản an lạc hoàn toàn, giải thoát hoàn toàn, không còn có đau khổ trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu mà con mắt chúng ta không nhìn thấu suốt được nhân quả thì khó mà tâm của chúng ta làm sao mà thực tâm được.
Cho nên đôi mắt chúng ta rất là bén nhạy, sắc bén. Mọi sự việc xảy ra là con mắt chúng ta nhìn thấy nhân quả liền tức khắc. Cho nên do đó mà cái tâm chúng ta mới bất động. Còn này chúng ta không thấy nhân quả, do đó có thấy đúng thấy sai, vì vậy mà tâm nó động lên đùng lum đủ thứ hết, nó làm chúng ta dao động đủ thứ. Như vậy biết chừng nào mà chúng ta xả được cái tâm này, nếu không thấy nó bằng nhân quả thì làm sao mà chúng ta giải thoát được. Cho nên cái định mà quan trọng nhất của đạo Phật là cái định sơ thiền. Cái định sơ thiền rất là quan trọng, coi nó là những sơ thiền nhưng mà nó quan trọng vô cùng, không thể tưởng tượng. Cho nên ở đây các thầy nhớ kỹ, chúng ta đạt được cái sự giải thoát là phải đạt được cái sơ thiền. Mà đạt được cái sơ thiền thì quý thầy phải nhớ là cái đời sống của quý thầy là đời sống của vị tu sĩ phàm hạnh. Nếu quý thầy sống không đúng phàm hạnh thì ngàn đời quý thầy chưa chắc đã là nếm được mùi vị của sơ thiền. Đó là những cái quyết định cho một cuộc đời tu tập của chúng ta, là cái chỗ mà quan trọng hay là không quan trọng. Kế tiếp thầy xin trả lời hết để ngày mai rồi chúng ta sẽ bữa nay thì chúng ta không có nghĩ xa hơn. Là tại sao mấy con biết không? Tại vì cái thời gian chúng ta ngắn quá, không có đủ thời gian để giải quyết cho nó. Vì chúng ta sẽ chấm dứt sớm để thầy còn làm bao nhiêu công việc khác. Chúng ta thấy tạm đủ để mà chúng ta tu hành rồi. Chúng ta không cần mà giảng linh quanh, mà nói cho nhiều rồi rốt cuộc rồi nó cũng đi bao nhiêu đó mà thôi. Chúng ta biết được đại khái và cách thức tu tập, chắc chắn là chúng ta sẽ nắm được cái cốt cán mà chúng ta tu tập áp pháp này chúng ta nắm rõ. Cho nên chúng ta sẽ thực hiện được một cách dễ dàng, không còn khó khăn. Biết các pháp nào chúng ta tu, giai đoạn nào chúng ta tu các pháp nào, và tu ở đâu, vị trí đứng ở chỗ nào tu, tu cái thân hành hay là cái khẩu hành hoặc ý hành, hoặc là tu thân của chúng ta, hay là tu cái thọ chúng ta, hay tu cái tâm, hay tu các pháp. Chúng ta biết rõ tứ niệm xứ chúng ta phải nằm đâu tu. Cho nên ở đây chúng ta sẽ vẽ lại một cái sơ đồ để mà chúng ta biết được con đường chúng ta tu tập rõ ràng và cụ thể. Từ đó chúng ta thấy những cái thiền định quan trọng là chúng ta phải tập trung hết sức tu vào chỗ đó. Còn cái này các con không thấy cái sự quan trọng, cho nên các con mới tập trung nó rời rạc, nó không thấy cái định quan trọng mà cứ tập trung những cái khác, cho nên vì vậy mà các con không đạt được cái chỗ quan trọng đó. Cuối cùng thì thầy thấy hầu hết là tâm các con dao động, gặp cái đối tượng, gặp cái hoàn cảnh là các con tâm nó dao động lên liền tức khắc, không có còn bất động được nữa. Mà cái định bất động là cái định quan trọng, vô cùng quan trọng. Kính bạch thầy, nhiều người cho rằng đạo Phật là đạo yếm thế chán đời, trốn khổ, thủ tiêu đấu tranh và chịu đựng áp bức, xin thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Thật sự ở đây thì các thầy cũng thấy rõ ràng cái sự áp bức của sanh tử ở trong thân tâm của chúng ta. Bây giờ chúng ta đang sống chứ chúng ta chưa biết nó sẽ, áp lực của nó sẽ giết chúng ta ngày mai chứ, chúng ta chưa biết. Cho nên cái áp lực đó nó rất là mạnh, nhưng mà chúng ta vì chúng ta là những kẻ vô minh mù tối không có thấy, cho nên chúng ta tưởng là chúng ta sẽ còn sống dài cũng lâu, bữa nay còn vui chơi được, chưa có gì để rồi chơi cho đã đi rồi mới vô tu, hay hoặc là chơi cho đã đi rồi mới tu, từ từ tu chứ lật đật gì. Nhưng mà sự thật cái đó là cái áp bức nó đang bức bách chúng ta ghê gớm, cái sanh tử nó bức bách, cái tử vong nó sẽ bức bách chúng ta không có giờ khác. Mà chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ sống, chúng ta sẽ chết trong giờ cuối cùng ngay đây hay là một lát nữa không chừng. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng một cái con người mà tu theo đạo Phật không phải yếm thế, mà họ là một người tích cực ở trong cái sự chiến đấu với nội tâm của họ, để họ giải phóng cho họ ra khỏi cái sự đau khổ của kiếp này. Chứ họ không phải là người yếm thế là như thế nào, họ đi vào cái nơi yên tĩnh để họ sống thoải mái dễ chịu, đừng có ai mà làm động họ này kia. Chúng ta rất là động, hằng ngày chúng ta tu tập, chúng ta đối diện với cái tâm của chúng ta, chúng ta đánh nó từng phút này, chúng ta đập nó từng cây này. Đi kinh hành chúng ta cũng không thể nào mà nghỉ ngơi để cho nó kẻ hở mà cho nó đến vô chúng ta được. Chúng ta phòng ngự đến cái mức độ mà phải tỉnh thức cao này, chứ không phải là thằng lính mà ngồi kinh cửa mà ngủ gục đâu. Chúng ta rất tỉnh thức. Cho nên vì vậy phải thấy rằng cái hành của chúng ta là cái hành không phải là kẻ yếm thế chán đời đâu, mà cái hành rất là tích cực, đem hết sức lực của mình ra hành để mà chiến đấu với nội tâm. Cho nên chúng ta đâu có phải xa lìa cái thân này đâu, còn những xa lìa cái xã hội này đâu, chúng ta đâu có xa lìa. Nhưng mà chúng ta biết những cái người xung quanh, những cái đối tượng xung quanh đều là những sự dây trói buộc chúng ta, làm chúng ta không giải phóng được cái sanh lão bệnh tử của chúng ta, giải phóng được cái chết chóc của chúng ta. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải bứt họ ra, bỏ họ ra để chúng ta một mình để mà chiến đấu, để đánh lại nó, để mà chúng ta thành tựu được cái làm chủ được cái sự sống chết của chúng ta. Cho nên chúng ta rất tích cực chứ không phải là tiêu cực. Nhưng mà tích cực không có nghĩa là một cái người đã bỏ đời, người ta nỗ lực, người ta thực hiện, người ta còn biết bao nhiêu người đang khổ để người ta hướng dẫn, người ta giúp họ để mà vượt. Mình đã không biết lỗi làm sao mình cứu những người khác được,
Cho nên ở đây coi như cái người mà tu sĩ đạo Phật, hiện bây giờ họ đang hằng ngày họ đang tích cực để làm những việc, thì họ bỏ bê tất cả những công việc xã hội, công việc của mọi người họ bỏ bê, họ không bỏ bê đâu, họ đang tích cực để làm cho họ được, rồi từ đó họ đem lại cái cuộc sống cho những người khác bằng một cái hạnh phúc an vui trong cái sự tu tập. Cho nên họ làm công việc của họ, chứ sự thật ra họ đang tích cực với xã hội hết sức lớn. Họ làm được họ giải thoát, tức là họ sẽ làm được bao nhiêu người giải thoát. Còn bây giờ chúng ta làm không được sự giải thoát này, thì chúng ta bây giờ có ở đây mà làm ra cơm ra gạo mà đem bố thí cúng dường cho những người khác, càng làm cho người ta khổ đau thêm nữa. Vì họ ăn không ngồi rồi, họ dai nợ đó, thì họ càng nghèo đói, họ không, họ thấy sung sướng quá, họ cần gì làm. Cho nên họ ngồi đó họ chờ chúng ta nhỏ từng hột gạo xuống cho họ ăn, thì lúc bây giờ họ càng thấy đói luôn nữa. Còn họ phải tự lực họ cứu lấy họ, họ làm thì cái cuộc sống họ nó mới vĩnh viễn, mới hẳn hồi. Còn bây giờ thấy cho được là cứ làm biếng, không làm mà không có làm, để chờ chúng ta cứ ít bữa phải đem gạo để bố thí cho họ. Cho nên có nhiều người họ nói trải nhà là khỏe lắm, ít bữa là chúng ta có đầy đủ đồ. Thật sự chúng ta ngu si đem cho ba cái thằng nhân quả này thì nó còn nói cái lời nói đó, thì thiệt là đủ thấy là cái chuyện làm từ thiện của chúng ta có ra gì không. Cho nên chúng ta phải biết rằng người nào tạo nhân quả thì phải gánh chịu cái nhân quả đó. Trong cái cảnh khổ của người khác thì chúng ta an ủi họ là gì?